Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một loại nguồn nước mới. Đây là hai chú Baba Albino shop vừa mới lấy về. Các bạn thấy Albino là cụm từ để chỉ các bé mà là đột biến trắng hay vàng mắt đỏ nghe. Này mắt các bé đỏ. Baba là dòng gù mai mềm. Các bạn thấy nuôi thì cũng hao hao giống gùa nước thôi, mà chỉ nó sẽ sống nhiều nước hơn. Thức ăn cũng chỉ là tép cá này nọ. Bụng hồng các bạn. Chúng ta hãy ngắm kỹ các bé. Rồi, vừa mới về nè, hai bé đã cho một cục xịt rồi, biết qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ hai bé này vô một cái hồ. Đầu tiên phải vớt cục này ra chứ. Rồi, hồ chúng ta có thể xét như một hồ đơn giản như sau, có chỗ cho mấy bé phơi lên phơi nắng là được rồi. Rồi chúng ta tiến hành bỏ mấy bé vô từ từ. Baba là loại gùa nuôi nhiều nước nha các bạn, rất là nổi bật khi mà vô trong hồ. Đây, mắt đỏ nghe. Con bé nằm rồi. Sao vậy con? Đây ngô nghỉnh. Các bạn nào thích có thể liên hệ nhắn tin đặt hàng với Ua Bé Shop nhé. Các vật dụng trang trí cho hồ vừa shop đều có bán luôn nha, từ lọc, đèn, cây trang trí, tàu thuyền đều có nha. Hãy luôn theo dõi kênh của Ua Bé Shop để xem thêm nhiều các loại bé nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha. Bye bye.